có một tiền đấy nữa nè. Đó, rồi cái cô này nữa nè. Ôi, ôi quá trời quà luôn. Mà được bà con nó thương ra nữa. Dạ. Xúc động. Dạ. Ôi quá. Dạ. Chúc cho gì được dồi dào sức khỏe luôn. Dạ. Sau này không có con cháu. Dạ dạ dạ. Mong là những đoàn kế tiếp cũng gặp bà nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi hôm nay ai đưa bà đi? Ai đưa bác đi đây? Ai chở bác đi? Xe ôm hả? Nhỏ em đâu rồi? Dạ. Kính thưa các cô chú anh chị, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước thân mến. Vâng, vào những ngày tháng 7, Xuân Dũng, Hồ Tống, Tháp Tùng, nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện, họ là những Việt Kiều, cựu chiến binh ở chiến trường Campuchia, đi làm từ thiện ở một xã đảo thuộc huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ở đó, người ta gọi là xã Hưng Phong. Dạ vâng, xã Hưng Phong hay còn gọi là Cồn Hưng Phong hoặc còn gọi là Cồn Ốc, cách thành phố Bến Tre khoảng 15 km về hướng đông. Để đi qua đây thì chúng ta phải đi qua cái phà. Diện tích tự nhiên trên cồn chỉ có vỏn vẹn 647 hectare, nhưng ốc đảo này lại được con sông Hàm Luông ôm tròn che chở, phù sa bồi đắp quanh năm. Chính vì điều đó mà khi bước lên ngay cồn đảo này thì khắp nơi đã thấy toàn màu xanh, những rừng dừa, những hàng cây ăn trái trải dài hơn 8 km chiều ngang. Chiếc phà rẽ sóng lên đênh theo dòng nước trong một ngày buổi sáng mùa hè, dịp có nước lớn, chiếc phà xuôi theo nhánh Hàm Luông để đưa chúng tôi qua bên kia bờ sông. Xa xa là mấy chục tảng lục bình đang mòn mình trôi, những tảng quay cuồng theo dòng nước hoặc là mắc vào những bãi bần. Cồn Hưng Phong nổi lên giữa khung trời xanh ngắt, thảm thực vật dần thay đổi theo một cái chớp mắt, và chúng tôi biết rằng sắp có một chuyến hành trình thú vị ở đây. Đây là cô Khánh nha cả nhà. Hôm nay cô Khánh cùng với các cô. Vâng, mấy người lớn tuổi trên cồn hồi tưởng lại xe, hồi đó đường xá đi lại khó khăn lắm, chủ yếu đi bằng xuồng ba lá. Vâng, bà con ở đây ngoài thu nhập từ dừa, trồng cây ăn trái, cam quýt thì còn có những nghề thủ công mỹ nghệ như nghề đan còng dừa, dán dừa. Bằng những còng dừa màu xanh lá cũng là bàn tay khéo léo của người dân địa phương. Họ đã dùng những còng dừa được vót cẩn thận và đan thành giỏ hoa, cây chổi quét nhà trông thật đẹp mắt. Riêng với gáo dừa, người ta có thể làm con khỉ, chiếc bắp đầm, con bướm, tay nện ghép lại để màu sắc kỳ lạ. Những ngày cần Tết Nguyên Đán, người dân ở đây làm liên tục mà cũng không có đủ hàng để cung cấp cho các mô lái. Những sản phẩm đẹp, cầu kỳ, có hồn nên ai ai cũng yêu thích. Ngày xưa khi đến nơi đây, mọi người cứ nhìn vào cảnh ở đây như là vùng sâu vùng xa, khỉ ho cò gáy, một nơi mà chính nó đã lưu lại vào tiềm thức của bao thế hệ cho những người đi khai phá đất lập làng gian khổ. Đường xã bây giờ khang trang do người dân một lòng bỏ một ngày công đi xây dựng quê hương. Những chiếc phà ngày đêm đưa người dân qua lại đôi bờ không quản mưa nắng. Sức sống của miền quê đang đổi mới từng ngày. Chính vì điều đó càng làm cho những con người trên mảnh đất Hưng Phong cảm thấy bớt khó nhọc và cô đơn trong bao chặng đường bên kia phía đất liền một dải non sông. Một ngày được về thăm cồn Hưng Phong, chúng tôi lại càng yêu thêm với quê hương này trong bồi hồi lưu luyến khi chia tay về đất liền. Ai về cồn ốc Hưng Phong, cho tôi nhắn gửi đôi dòng nhớ thương. Ngăn sông kết trở đôi đường, khó mấy cũng chịu bởi thương nhau rồi. Và giờ đây, Xuân Dũng xin mời cô chú anh chị, các nhà tâm, các mạnh thường quân cùng quý vị khán giả đến với cái buổi trao 35 phần quà cho những hộ dân khó khăn ở đây quý vị nhé. Xin mời quý vị. Rồi bây giờ một phần quà là như thế nào đây nè?
Vâng, thưa cả nhà, thưa quý vị, một phần quà ngày hôm nay là 10 kg gạo, một thùng mì tôm và trong đây có gì nè? Xin mời mọi người cùng xem nhé. Dạ, mở ra giùm. Đây. Dạ, ngoài ra còn một bịch đường 1 kg nè. Một chai dầu ăn nè. Đó, một chai nước tương nè, một bịch bột ngọt, một bịch hạt nêm. Đó, một chai nước mắm và 20 cái khẩu trang. À, là một phần quà của bà con hôm nay nhận về cái gì ha. Và một cái phong bì 150.000 nữa. Và hiện tại thì các nhà hảo tâm của nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện đang vô những phần quà cho bà con đấy cả nhà. Ồ, cô Loan sáng sái chưa? Nay gần 70 tuổi rồi mà cô vẫn cứ hăng hái không? Con bột nêm. Đó. Bột nêm rồi đó. Bột ngọt, bột ngọt. Các bà con đã đến đông đủ rồi và đang chờ thôi. Dạ, đang chờ mọi người đang vô đúng không ạ? Em bảo cái này cho tụi nó đi, em bảo này em bảo cho. Đây nước mắm với nó dầu ăn đi. Để em làm thôi. Cho nó đỡ luôn quá thôi. Để em kiểm luôn đó. À, thưa cả nhà, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2022. Nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện ở tại quận Tân Bình, Tân Phú. Đây là những người, là những cựu chiến binh Việt Kiều ở Campuchia đến trao hỗ trợ cho bà con tại ấp 3 xã Hương Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, 35 phần quà. Dạ. Những phần quà thì như lúc nãy Dũng đã quay lên cho mọi người xem rồi. Dạ. Gồm có nhu yếu phẩm, mì tôm và gạo và một cái bao thơ 150.000. Đó. Thì nhu yếu phẩm trong đó thì gồm những gì thì Dũng đã liệt kê ở trong cái đoàn trước mà mọi người đã xem. Trong cái nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện hôm nay, phần lớn là những người lớn tuổi, là những Việt Kiều và có một cái tấm lòng hảo tâm, một tấm lòng vàng, luôn luôn hướng về những hoàn cảnh khó khăn và luôn nghĩ rằng là không để ai bị bỏ lại phía sau. Luôn luôn quan tâm đến những cái vùng sâu, vùng xa, đặc biệt như là ở tại xã Hưng Long, huyện Giồng Trôm của chúng ta đây. Và cũng rất là vui mừng khi đến hôm nay dự trong cái buổi trao quà ngày hôm nay, ngoài đại diện là các tấm lòng vàng của nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện tại quận Tân Bình, Tân Phú, thì còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phong, bà Lê Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội Phụ Nữ của xã, và cũng gồm có tất cả những tấm lòng vàng ở đây, và mọi người có thể là dành một tràng pháo tay động viên nhau ạ. Dạ, rồi cảm ơn. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Và cũng không quên giới thiệu là người vừa MC vừa quay phim, cũng là người đồng hành cùng với nhóm, đó là Xuân Dũng. Rồi. Dạ. Vừa rồi thì Xuân Dũng đã giới thiệu về cái buổi lễ hôm nay gồm có những cái nhân vật rất là quan trọng như vậy. Và sau đây thì xin mời đại diện địa phương cho đôi lời. Cho đôi lời về cái buổi trao quà hôm nay ạ. Dạ. Kính thưa quý cô chú trong đoàn của Hội Thiện Nguyện Phước Nguyện quận Tân Bình, Tân Phú, thì là đầu tiên thì thay mặt địa phương cũng xin phép gửi lời chào chân thành và lời chúc sức khỏe quý cô chú trong đoàn. Thì kính thưa các cô chú, thì trước tiên cũng xin giới thiệu đôi nét về cái xã Hưng Phong. Thì xã Hưng Phong là một xã của huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thì xã này với đặc thù là một xã cù lao, là một cái xã rất là khó khăn, được chính phủ công nhận là cái xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển hải đảo. Và đặc biệt với vị trí là một cái xã cù lao thì xã cũng vừa được cái công nhận là cái xã đảo với các tiêu chí rất là đặc biệt khó khăn. Và với cái điều kiện kinh tế xã hội là rất là nhiều khó khăn do ảnh hưởng của ngập mặn, triều cường dâng cao, mà cái ngành kinh tế chủ lực của địa phương là cái ngành nông nghiệp, do đó là cái ngành nông nghiệp cái thu nhập rất là thấp, do đó đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Cái số lượng hộ nghèo trên địa bàn xã hiện nay là 194 hộ với cái tỷ lệ là gần 13%. Do đó thì cái việc chăm lo cho bà con hộ nghèo rất là nhiều khó khăn. Địa phương thì cũng rất là có nhiều cái cố gắng, nhưng mà do cái nguồn lực còn rất nhiều khó khăn và hạn chế, thì hôm nay thì được sự quan tâm của quý cô chú trong cái đoàn Thiện Nguyện Phước Nguyện về có những cái tấm lòng vàng gửi những cái phần quà rất là ý nghĩa, rất cần thiết cho cái bà con ở hộ nghèo ở ấp 3 ở ấp Hưng Long. Thì trong cái thời điểm mà vừa qua một cái khó khăn, đó là cái đại dịch Covid, và địa phương cũng trải qua một cái khó khăn do ảnh hưởng của thiên nhiên là cái ngập mặn, thì những cái phần quà này hết sức là ý nghĩa, góp phần cho bà con giải quyết được những cái khó khăn đang gặp phải trước mắt, và cũng góp phần rất quan trọng với địa phương để mà chăm lo cho cái
vấn đề công tác sinh xã hội, chăm lo cho cái đời sống của bà con hộ nghèo tại địa phương. Thì không biết nói gì hơn, thì thay mặt chỗ lãnh đạo địa phương thì xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, kính chúc quý cô chú luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn đến sự phát biểu của ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phong. Vâng, thưa quý vị, với số hộ nghèo là 190 hộ nghèo chiếm 13%, thì đó là một con số đó là khá lớn. Nhưng hôm nay đoàn Thiện Nguyện Phước Nguyện chỉ hỗ trợ được có 35 phần quà. Vâng, vẫn còn hơn 150 người hộ vẫn đang còn chưa được sự hỗ trợ. Và Dũng qua cái video này, Dũng cũng mong muốn và kính mong rằng những quý vị khán giả, những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc hãy hướng về xã đảo Hưng Phong để giúp đỡ những hộ nghèo còn lại mà chưa có quà, để chung tay giúp cho họ có niềm an ủi, động viên trong cái cuộc sống. Và cũng thay mặt nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện, xin chân thành cảm ơn anh Hữu Phước cũng như chị Kim Chi, chúc cho cán bộ địa phương, lãnh đạo địa phương được nhiều sức khỏe và giúp đỡ cho bà con, cho dân nhiều hơn. Cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện, chúc chắc cho các cô chân cứng đá mềm luôn luôn nhiều sức khỏe để đồng hành cùng với những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Dạ. 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 Dạ, và hôm nay thì bà Lê Thị Kim Chi, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Hội Phụ Nữ của xã có một cái gọi là thư cảm ơn gửi đến nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện. Dạ, và mời đại diện cô Thanh Lan xin nhận món quà này ạ. Vâng, một món quà động viên rất là ý nghĩa về tinh thần. Vâng, ghi nhận đóng góp của tấm lòng vàng của nhóm Thiện Nguyện Phước Nguyện và đại diện là cô Thanh Lan. Xin mời cô Thanh Lan nhận và xin trân trọng cảm ơn đến chị Kim Chi. Dạ. Rồi, khoan rồi cho ở đây con thấy cô này lớn tuổi nè. Dạ, con hỏi cô là cô năm nay bao nhiêu tuổi được không? 81 tuổi ha. Dạ, hôm nay được nhận món quà như vậy thì cô cảm thấy cảm xúc làm sao? Mực. Dạ. Dạ, nhà cô có mấy hộ không? Nhà cô có mấy người ạ? 5 người. Dạ, nhiêu đây thì ăn chắc được có 1 tuần quá ha. nhìn dạ rồi, chúc cô xin nhiều sức khỏe. Dạ rồi, sao mà cô Linh nổi nè. Rồi, dạ có mời các cô dạ. Chưa nhận tiền đó nha, ai mà về nghe rõ là ngoài phần quà này còn có thêm 150.000 nữa để mọi người ạ. Dạ, dạ đi rồi, đi qua gặp cái cô mà mặc đầm mà đẹp xinh gái mới có 18 tuổi đó là nhận tiền nha. Chứ mà ai mà quên cô này là không có nhận tiền nha. Để cái thùng mì nó ở dưới nha, bao gạo hết chứ. Ở đây có cô đang lì xì thêm 200.000 á. Ủa. Trời, bà cụ đây, bà nhận quà xong bà mừng quá, bà đi hết nổi luôn rồi. Nhận quà mừng quá, đi hết nổi. Khéo. Đây là cho thêm ha. Đây là một số mà ở đây là phát tâm thêm, thấy ai già yếu thì cho thêm cái gì. Đó. Dạ. Thank you.
À khoan khoan chú ơi, đi đi qua đây để nhận tiền đó chú. Chú cho còn chú đi kia kia là không có tiền nha. Bà ơi, đây còn tiền đây nữa nè. Đó, rồi cái cô này nữa nè. Ôi, quá trời quà luôn. Ôi, cái này bà sống mấy thêm nữa tầm 20 tuổi nữa lên 101 được ha. Này bà được 90 chưa? 87 gần 90 rồi. Yeah. Những tấm lòng vàng của những người dân Sài Gòn. Yeah. Trời. Rồi, khéo khéo té. Sao cô? Sao mà cô khóc luôn vậy? Mừng hả? Ngoạn mà được bà con nó thương ra nữa. Dạ. Xúc động. Dạ. Ồ quá. Dạ. Chúc cho gì được nhiều giàu sức khỏe luôn. Dạ. Sau này không có con cháu. Dạ. Mong là những đoạn kế tiếp cũng gặp bà nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi hôm nay ai đưa bà đi? Ai đưa bác đi đây? Ai chở bác đi? Xe ôm hả? Nhỏ em đâu rồi? Dạ. Ôi rồi, ra dắt bà cù nè. Cháu đó rồi, tao dắt bà cù kìa. Ôi, chị này đi khiêng không nổi té luôn. Quà quá trời quà. Dạ, vâng. Rất là nhiều người khi mà đang xem thì cũng có một cảm giác như Xuân Dũng. Bồi hồi xúc động, mắt cay cay, mũi cay cay, mắt xe xe, tại vì thấy bà con vui mừng ấy quý vị. Vâng, hạnh phúc là mang đến niềm vui cho người khác và bản thân Dũng cũng như các cô thiện nguyện, các cô của nhóm thiện nguyện Phước Nguyện ở đây cảm thấy rất là hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui cho người khác. Tuy rằng niềm vui này nó không phải là quá lớn lao. Nhưng mà chúc đồng viên nhau tình người trong cái cuộc sống. Ê, có tiền nữa, nhận thêm tiền đi từ từ thôi. Dạ. Cẩn thận. Dạ. Đứng đó luôn. Từ. Một người nữa, xin mời một người nữa. Chị đó mấy phiếu đó. Chị bên đây vô chặn luôn ơi. Còn một phiếu nữa thôi. Vậy thì bốn người thì trao bốn người. Rồi. Bốn người. Dạ. Đứng lại đây luôn đi. Rồi. 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 Đây nè, ta hết rồi nè.
Đó, đi qua đó lấy tiền. Rồi rồi, cô nhận. Mà nó mọi người đứng yên này, mọi người đứng yên đi. Mọi người đang rồi, cô bước cô trao tiền luôn đi cô. Dạ dạ cô ơi. Cô. Cô đi ngang qua cô trao tiền cái luôn đi, rồi cho nó khỏe. Rồi. Rồi vậy đi, rồi vậy đi. Được khỏi luôn. Rồi. Vậy ôm ra luôn hả? Đó, rồi xong. Rồi vậy đi. Rồi ok. Rồi đó, rồi rồi nhưng mà người là mình bây giờ nhầm lệnh nữa. Quá trời nặng luôn à. Ơi, còn mình chú nữa thế hả? Mấy người nữa? Còn mấy chú nữa? Còn phát hai phần cuối đây thôi, còn là ba cháu mồ côi nữa. Dạ dạ. Mình đi ra ngoài kia mình phát. Dạ dạ. Cho ba cháu mồ côi. Rồi đây hai phần nữa, phải không? Đây hai phần nữa. Đây con. Chị ơi. Chị. Còn phần của anh nữa nha. Nhận luôn đi. Còn mấy phần nữa chưa? Hả? Hai phần không? Ở đây là ốc. Cái phần này. Rồi này, nhận phiếu rồi. Cô đi hai phần cô. Cô. Thì cứ đâu có phiếu là cứ rao đi đã rồi. 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 Dạ vâng, vậy là buổi trao quà cho 35 hộ nghèo khó khăn nhất của xã Hưng Phong, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre đã kết thúc ở đây. Xuân Dũng xin thay mặt bà con những hộ nghèo khó khăn ở đây chân thành cảm ơn đến quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân của nhóm thiện nguyện Phước Nguyện, Tân Bình, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi được hoàn thành tốt cái buổi thiện nguyện này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đang xem. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Vầng từ bi con đã quay về.